xuất hiện ở biển Quy Nhơn. Nhức nhối nạn bắn cá ở kênh Như Lộc Thị Nghè. Quảng Ngãi tiếp sức sĩ tử chống nóng vượt qua mùa thi. Phát hiện kho hàng lậu khủng nhờ theo dõi TikTok. Câu chuyện độc đáo, bộ sưu tập 3.000 mẫu tinh thể của chàng trai 9X. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ 6 ngày 7 tháng 6 năm 2024. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Ngọc Luân của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. The Six Premier Charm Resort Hồ Tràm kiến tạo sắc thái riêng theo 6 chuẩn mực sức khỏe quốc tế, nâng niu từng khoảnh khắc, thanh dưỡng thân, tâm, trí vẹn đầy, trọn vẹn hạnh phúc viên mãn cho cả gia đình. The Six Premier Charm Resort Hồ Tràm, 6 chuẩn mực sức khỏe đẳng cấp thế giới, kiến tạo sắc thái riêng cho bạn. Thưa quý vị, chiều ngày 6 tháng 6, ông Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cho biết một con cá voi lớn vừa xuất hiện ở vùng biển xã này và được ngư dân quay phim lại. Con cá voi xuất hiện vào chiều ngày 5 tháng 6 tại khu vực biển Hòn Sẹo, có kích thước khoảng 10 mét, nặng khoảng 7 tấn. Ông Lê Tư, 54 tuổi, là người phát hiện con cá voi khi đang đánh bắt trên biển và đã quay phim lại cho biết, ở bãi biển Nhân Lý thường xuất hiện cá nhám voi, nhưng cá voi như trên là lần đầu tiên ông nhìn thấy. Con cá voi nổi vây trên mặt nước và bơi chậm rồi lặn xuống biển. Một lát sau, cá voi lại nổi lên, há miệng rộng đớp mồi rồi sau đó bơi đi. Theo Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Bình Định, sự xuất hiện của cá voi gần bờ tại Bình Định là điều rất đáng mừng. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy môi trường biển gần bờ được cải thiện, có nhiều thức ăn. Mặc dù đã cấm đánh bắt cá dưới kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, thế nhưng cá dưới con kênh này không chỉ bị câu, bị thả lưới, bị trích điện, mà hiện nay còn bị tra tấn bằng một loại ná chuyên dụng. Chạy dọc hai tuyến đường Trường Sa và Hoàng Sa của bờ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, không khó để bắt gặp cảnh người câu cá đứng dọc hai bên bờ kênh. Bên cạnh đó có một vài người thoát ẩn thoát hiện. Họ chạy xe máy lên hẳn công viên bờ kênh, rồi vừa chạy vừa quan sát dưới kênh. Đây chính là những ná thủ đang đi bắn cá ở con kênh này. Theo tìm hiểu, một bộ ná bắn cá sẽ bao gồm ná, hai chiếc bao tay, một cần quay, dây cước, mũi tên. Cần quay và dây cước được thiết kế y như những cần câu cá. Tuy nhiên, thay vì dùng lưỡi câu thì ở đây sẽ dùng một mũi tên bằng kim loại dài khoảng 15cm cột vào dây cước, phần cần quay sẽ được đeo vào cổ tay. Ngoài ra, ở các con kênh như Tàu Hũ Bến Nghé, kênh Đôi, kênh Lò Gốm, kênh Tham Lương bị các ná thủ chê vì ít cá, địa hình khó bắn và nước bẩn hơn, nên kênh Như Lộc Thị Nghè được xem là vị trí đắc địa để các ná thủ hành nghề. Ông Trần Hữu Thiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 2, quận Phú Nhuận, địa bàn có đoạn kênh Như Lộc Thị Nghè chảy qua, cho biết địa phương thường xuyên đi tuần tra, tịch thu cần câu cá. Còn về loại ná này thì giờ ông mới biết. Ông Thiện cho rằng đây có thể là cách để chống chế lực lượng chức năng. Cấm câu cá xong, giờ người ta chuyển qua bắn. Bắn vài con lại di chuyển qua địa bàn khác. Đây là hình thức mới. Phường sẽ kiểm tra lại và xử lý. Trước thời tiết nắng nóng gần 40 độ trong ngày 6 tháng 6, thì việc hỗ trợ nước uống, sữa, quạt mát là những việc làm ý nghĩa đang được Hội Phụ Nữ Công an tỉnh Quảng Ngãi thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi cho các sĩ tử và người nhà ngay trong ngày đầu diễn ra kỳ thi lớp 10. Hội Phụ Nữ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt tại các điểm thi Trường Trung học Phổ thông Trần Quốc Tuấn, Trường Trung học Phổ thông Lê Khiết ở thành phố Quảng Ngãi, cấp phát gần 50 thùng nước suối, sữa miễn phí và bút, thước, quạt cho thí sinh và phụ huynh. Mấy anh chị công an này cũng hỗ trợ nước, sữa bánh cho các cháu rất là nhiệt tình. Và cũng thông qua đó là cũng tạo cái động lực cho các cháu có một niềm tin khi mà bước vô cái cổng trường chuyên Lê Khiết để mà vững tin, vững trẻ mà để làm bài thi cho thật tốt. Nhằm hỗ trợ cho các em thí sinh thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm nay, thì Hội Phụ Nữ Công an tỉnh cũng đã huy động các nguồn lực để mà mua các cái loại nhu yếu phẩm cần thiết và các cái đồ dùng học tập như bánh, sữa, nước cho các bạn thí sinh nhằm đảm bảo cho các em thí sinh có một cái mùa thi an toàn và đạt hiệu quả.
Trong suốt 2 ngày thi, các điểm thi vào lớp 10 ở tỉnh Quảng Ngãi đều có sự hỗ trợ của cán bộ chiến sĩ công an Quảng Ngãi. Ngoài đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho kỳ thi, thì việc Hội Phụ Nữ Công an tỉnh Quảng Ngãi tặng phát sữa, bánh, nước, quạt nhựa cho thí sinh đã động viên tinh thần và tiếp thêm sức mạnh cho các bạn sĩ tử cháy hết mình, tự tin vượt vũ môn thành công. Xin chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội vừa phát hiện kho hàng chứa khoảng 2.000 chiếc máy tính bảng, điện thoại iPhone, thiết bị điện tử, đồ gia dụng, quần áo, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngày 6 tháng 6, đoàn kiểm tra của đội quản lý thị trường số 10 cho biết, đơn vị này vẫn đang tiếp tục phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an huyện Sóc Sơn tiến hành kiểm tra, phân loại hàng hóa tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và quản lý chuỗi cung ứng quốc tế để làm rõ các dấu hiệu vi phạm của doanh nghiệp trên. Theo cơ quan chức năng, sau một thời gian dài theo dõi trên nền tảng thương mại điện tử TikTok Shop, chiều ngày 5 tháng 6, đội quản lý thị trường số 10 bất ngờ kiểm tra địa điểm kinh doanh tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội do ông Nguyễn Ngọc Cương làm giám đốc. Bước đầu kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có khoảng 2.000 chiếc máy tính bảng, điện thoại iPhone và các loại mặt hàng khác như thiết bị điện tử, đồ gia dụng, quần áo do nước ngoài sản xuất, có dấu hiệu không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thế Anh, 25 tuổi, trú tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là Hồ Phi Tuệ, 21 tuổi, trú cùng xã. Theo điều tra, 21 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2023, trên đường về nhà, anh Nguyễn Văn Giáo, 38 tuổi, trú tại xã Ea Tiêu, huyện Chư Quyên, gặp Tuệ cũng chạy xe máy đi ngược chiều. Thấy Tuệ chạy xe nhanh, anh Giáo nói chạy chậm chậm thôi. Nghe vậy, Tuệ dừng xe lại rồi giữa hai người cự cãi, đánh nhau. Sau khi được mọi người can ngăn thì cả hai đi về. Tuy nhiên, do bức xúc chuyện mình bị đánh, nên Giáo nhờ một người bạn chở đến nhà Tuệ để giải quyết mâu thuẫn. Biết chuyện nên Thế Anh là em vợ của Giáo cũng đi theo. Trên đường đi thì Giáo gặp Tuệ, hai người lại đánh nhau. Thế Anh đến can ngăn thì bị đánh trúng đầu, cho rằng Tuệ đánh mình, nên Thế Anh lấy dao đâm một nhát vào ngực trái, khiến con dao gãy và nằm luôn trong cơ thể của Tuệ. Rất may Tuệ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng tỷ lệ thương tật là 54%. The Six Premier Charm Resort Hồ Tràm, kiến tạo sắc thái riêng theo 6 chuẩn mực sức khỏe quốc tế. Nâng niu từng khoảnh khắc, thanh dưỡng thân, tâm, trí vẹn đầy, trọn vẹn hạnh phúc viên mãn cho cả gia đình. This is Premier Charm Resort Hồ Tràm, 6 chuẩn mực sức khỏe đẳng cấp thế giới, kiến tạo sắc thái riêng cho bạn. Thưa quý vị, có niềm đam mê với tinh thể từ những năm học cấp 2 thông qua những bộ sách khoa học, những trò chơi điện tử. Và theo năm tháng, niềm đam mê ấy lớn dần theo thời gian. Chính vì thế, chàng trai Nguyễn Bá Tuyên, ngụ ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu nghiên cứu nuôi và sưu tầm tinh thể. Đến nay, bộ sưu tập của anh đã lên đến hơn 3.000 mẫu tinh thể khác nhau. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với những chia sẻ của anh về đam mê này. Quý vị nhé! Thì cái đam mê như mình đã chia sẻ thì mình bắt đầu từ cấp 2 rồi, có nghĩa là gần hơn 20 năm rồi. Nhưng mà để gọi là chính thức đi theo cái con đường này thì từ năm 2014, hay là khoảng 10 năm. Thì khoảng thời gian đó thì để có thể đi được tới những cái vùng địa chất như vậy á, thì dĩ nhiên là với một cái người với một cái kiến thức mà nó còn hạn hẹp á, thì mình chưa có thể biết nhiều. Nhưng mà thông qua về mạng xã hội, đặc biệt như là Facebook á, thì mình quen được rất nhiều người, họ là những người nông dân hoặc là những cái người sống ở những cái địa phương á, mà họ vô tình phát hiện được những cái loại đá, những cái loại khoáng sản. Mà thông qua những cái câu chuyện của họ thì mình biết thêm về những cái tính chất địa chất này, cũng như là những cái vùng địa lý nó sẽ như thế nào. Và dĩ nhiên là mình sẽ kết bạn làm quen với họ và được họ dẫn tới những cái khu vực như vậy. Hiện tại thì theo cái thống kê cơ bản của mình á, thì trong bộ sưu tập của mình hiện tại khoảng tầm là 3.000 mẫu tinh thể. Thì trong đó là hơn là khoảng 500 mẫu đã được định danh rồi. Còn một số mẫu thì mình vẫn đang cất bởi vì mình cũng chưa xác định được tụi nó là những cái loại gì và đến từ đâu. Thì các loại này chủ yếu là đến từ nhiều nơi trên thế giới, và trong đó là có những loại là đến từ Việt Nam và do chính tự tay mình đi tìm.
Nếu mà xét về độ quý hiếm thì chúng ta chỉ làm hai nha. Thì nếu mà xét về đặc tính về khoa học ấy, hiếm khoa học thì chúng ta sẽ có những cái loại tinh thể như là zeolite, tên là levin hoặc là natrolite, mesolite, thì đó những cái loại mình tìm ở trên đường Đắk Lắk. Ngoài ra có một số loại thì tinh thể rất là nhỏ, phải sau dưới kính hiển vi thì tìm tới những nơi như là Lai Châu hay là khu vực Điện Biên. Ngoài ra một số, nếu mà xét về đặc tính về giá trị kinh tế thì có một số loại đá quý như là ruby nè, sapphire hoặc là aquamarine, cũng là những cái loại đá quý rất là đặc trưng của Việt Nam mình. Để theo được cái đam mê này thì theo một cái hành trình rất dài, thì cái kinh nghiệm của mình khi nhìn nhận về những cái vấn đề này là thứ nhất là mình phải học cách tự tìm tòi. Bởi vì những cái kiến thức mình học trong sách nhiều khi nó không đủ, mình phải tự mình trải nghiệm, tự mình phải thử nghiệm rất là nhiều thứ để mình biết đâu là đúng và đâu là sai. Ngoài ra thì mình còn phải giao lưu với thế giới, mình không thể đi một mình được. Với cái đam mê ấy, thì chúng ta phải tìm những người có cùng cái đam mê, cùng chí hướng, có thể ở trong nước hoặc là ở quốc tế và không phân biệt bất kỳ độ tuổi nào cả, thì họ sẽ cho chúng ta có nhiều cái góc nhìn và cũng như là hỗ trợ chúng ta về mặt tinh thần rất là nhiều để chúng ta biết rằng cái đam mê chúng ta đi thế nào là cho đúng hướng. Thì ngoài ra chúng ta cũng phải vạch ra cái kế hoạch là cho cái đam mê mình sẽ đi đâu và làm được những gì. Về cái bộ sưu tập của mình á, thì cái ban đầu thì đây chỉ là một cái sở thích cá nhân của mình thôi, nó chưa có phục vụ gì cho cộng đồng cả, nó thỏa mãn được cái đam mê của mình là say mê nghiên cứu về tinh thể. Nhưng sau đó khi theo thời gian, nhất là sau giai đoạn 2017, khi mình bắt đầu làm những cái chương trình cho cộng đồng và làm cho trẻ em, thì mình thấy rằng là cái việc mà mình mang những cái mẫu tinh thể, những cái mẫu khoáng sản đến với trẻ em á, thì các bạn nhỏ rất là thích. Và nó tạo ra những cái bài học để các bạn có thể nghiên cứu về tự nhiên và thêm yêu khoa học hơn. Thì hiện tại là cái bộ sưu tập của mình á, để phục vụ cho những chương trình cộng đồng, những chương trình về lớp học như là địa chất, về khoáng sản, về nuôi tinh thể, để các bạn có thể tìm hiểu thêm về thế giới tự nhiên. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa để đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên các hạ tầng của báo Tuổi Trẻ. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvoa@tuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Tram Group. Xin kính chào và hẹn gặp lại!